I see a group of dancers that was just dancing earlier. They just finished, so we're gonna go ask them a question. Hello, em. Tên em là gì nhỉ? Em tên là Anh Khoa. Anh Khoa. Dạ, em tên Lan Anh. Các em vừa lấy nhảy đây, các em là dance group à? Dạ, đúng rồi. Dance group của em tên là gì nhỉ? GNB Crew. GNB Crew. Dạ. GNB Crew đó. Nếu các bạn muốn xem em nhảy trên TikTok, cho TikTok à? Dạ. Hay là cái gì? Dạ, em nhảy trên nền tảng YouTube, okay. TikTok và Instagram luôn. Nếu các bạn muốn tìm em tên, cứ vào mấy mạng đấy được không? Dạ. Em cho mọi người biết tên của em lại được không? Dạ, em tên Anh Khoa. Anh Khoa, cái group tên của em, xin lỗi. Cái group tên GNB Crew. GNB Crew. So make you find them, yeah. Đúng không? GNB Crew. GNB Crew. Find them on social media. Em nhảy cho các bạn xem một tí được không? Cái crew em như nào được không? Dạ, được. Có gì nhảy cái đấy? Chị nhảy không? Nhảy chung. Let's go. Come on. Có một nhạc không anh? Có nhạc á, anh không có nhạc. Em cho anh xin một cái nhạc được không? Yo, they're gonna bust out a move right now for us to see. Group của em là nhảy được lâu chưa? Dạ, lâu rồi. Mình dạ nhớ em từ 3 năm. 3 năm rồi à? Ừ. Wow, 3 years they're got dance group. Hold on, they're putting on some music right now and they're gonna bust a move for us. Let's go. Yeah. Whenever you guys are ready. Yes, I'm ready. Let's go. That's ready. Trước khi mình bắt đầu, em đang chuẩn bị nhảy gì cho các mọi người? Dạ, em sẽ cover là dance break của Karma. Karma, dance break, let's go. Whenever you're ready. That is fire, bro! Yeah! Wow, I did not expect that! Wow, amazing! You guys are awesome! Thank you so much! Yeah. Thank you so much! Beautiful, have a good day! Yeah. Hai em à, tên em là gì nhỉ? Tên em là Minh ạ. Minh à, em quê hương ở đâu? Dạ, em quê Nghệ An, em xuống thành phố Hồ Chí Minh em ở. Ok, em bây giờ chuẩn bị đi học hay là xuống đây để làm? Dạ, em chuẩn bị đi học ấy. Đi học à? Dạ, tao sao em đi. Thank you em. Tên em là gì nhỉ? Dạ, em tên Hải. Tên Hải à, quê em ở đâu? Dạ, ở Long An. Long An à, xuống đây đi học cùng với nhau à? Dạ, đúng rồi. Cho, bây giờ cho anh xin phép hỏi một câu nhá. Dạ. Cũng không có gì đúng hay sai đâu. Nhưng mà mình phải trả lời sự thật luôn. Dạ vâng. Gu em là gì cho con gái? Thực tế thì em thì cũng không phải là dạng có gu, nhưng mà em thì kiểu như là thích quen một bạn mà kiểu như biết điều một chút thôi. Biết điều một chút là như nào? Ý là bây giờ là chẳng hạn như là mình biết về cái thế nào là về cái hoàn cảnh kinh tế này, okay. Biết về cái sở thích này, biết về cái năng lực của người khác đến okay. đâu, sau đó cái mình thay đổi vì nhau thôi. Ok, ok. Yeah. Ở bên ngoài hoặc ở bên trong có quan trọng hay không? Thì cũng còn tùy anh ạ. Tùy à? Dạ, kiểu có một chút bên ngoài, cũng có một chút bên trong. Chút bên ngoài là em thích con gái cao, lùn, mập mạp, gầy, kiểu gì cho anh biết một tí. Thì em thì... Phải nói sao ta? Em thì thích một con gái mà kiểu vừa không quá cao. Ok. Thì cũng không quá mập mạp, em kiểu bình thường thôi. Em cho anh xin là một tính tình cô gái này phải có. Dịu dàng anh. Dịu dàng. Anh rất cảm ơn em. Dạ rồi. Em trai, gu em là gì? Đừng xấu hổ, không sao đâu, cứ từ từ từ. Em này nó toát hết cả mồ hôi rồi. Gu em là gì? Dạ... Trầm tính. Cao tướng á? Trầm tính. Cầm tính là như nào nhỉ? Anh không biết. Trầm tính á, là ít nói phải không? Dạ. Hấp ở bên ngoài làm sao? Đúng. Dạ. Hơi thấp. Hơi thấp á? Thấp là bao nhiêu? Mét dưới, mét 3, mét 4, mét 2? Tầm 55. Trong 55. 55, quá đẹp. Không phải là tính tình làm sao? Em cho anh 3 tính tình cô gái này phải có. Hòa đồng. Hòa đồng, ok. Dễ thương. Dễ thương. Còn gì cho anh xin một cái nữa. Vui tính. Quá đẹp. Cảm ơn hai em nhá. Let's go, I see a group of young people just sitting right there. Hello em. Tên em là gì nhỉ? Dạ em là Tú Ngọc. Tú Ngọc. Dạ em là Tú Anh. Tú Anh. Em là Mộng Như. Mộng Như. Em là Khánh Huyền ạ. Em cho anh xin phép hỏi một câu vui vẻ thôi, cũng không có đúng hay sai đâu. Con gì
đứng thì cao, ngồi thì thấp. Con gì đứng thì cao. Đứng thì cao, ngồi thì thấp. À, con người đi anh. Đúng rồi, ok, em sao? Em đoán đứng thì cao, đúng ngồi rồi. Thì thấp. Đúng rồi. Em cũng đoán con người. Ok. Em đứng, gái. Đứng thì cao, ngồi thì thấp hả? Đúng rồi. Đứng thì cao, ngồi thì thấp. Đúng thì cao, ngồi thì thấp. Con chó. Con chó. Trong đầu em lúc đầu là nghĩ con khác. Con khác là con gì, em cho anh biết nào. Nhưng mà em không thể nói thế được. Đáp án của em, con người đi. Con người. Đáp án là tinh tinh tinh, con chó. Yeah. Ủa, gì vậy? Chó gì dữ vậy? Con chó phải không? Con chó mà, ngồi thì đó. Là đúng rồi. Chính xác đúng không? Cảm ơn các em nhá.